Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Bạn Đàm Anh Ngữ, và hôm nay chúng ta đã bước qua kỳ 167. Và đề tài ngày hôm nay chúng ta gửi đến để cho quý vị học thêm về Anh ngữ là Idioms in English, tức là những thành ngữ trong tiếng Anh. Chúng ta được biết là trong cái tiến trình học Anh ngữ đó là nó có từng cái bước một. Chúng ta học từng từ ngữ một, chúng ta học từng câu một, và chúng ta cũng học luôn cả những thành ngữ để mà chúng ta nói nó văn hoa hơn một tí. Thì cái bài này bắt đầu người ta nói tới cái phần quan trọng của cái học trong tiếng Anh là an important part in learning English is to get acquainted with idioms to improve your English as well as to get to know English literature better. Tức là một cái phần quan trọng trong cái học tiếng Anh đó là chúng ta làm quen với, to get acquainted with là làm quen với, đây là một cái thành ngữ, to get acquainted with, làm quen với những cái idiom là những thành ngữ để mà trau dồi, to improve, trau dồi Anh ngữ của bạn, cũng như để mà biết thêm về văn chương của trong tiếng Anh, literature. When you write an article in English or when you talk to Americans, you should use idioms or expressions to emphasize and to illustrate your ideas more clearly and more thoroughly. Khi mà bạn viết một cái bài nào, article có thể là một bài báo, một cái đoạn văn nào đó là một article. Bạn viết một cái bài nào đó bằng tiếng Anh đó, hay là khi bạn nói chuyện với những người Mỹ, bạn nên dùng những thành ngữ hay là những cái câu diễn tả, expression nó tương đương với nghĩa cũng là thành ngữ đó. Những câu diễn tả để làm gì? Emphasize, để mà nhấn mạnh. Và để illustrate là biểu lộ ra, để mà trình bày ra là illustrate. Illustration là những sự trình bày, những hình hí họa, những hình gì đó là illustration. Để mà lột tả được những ý nghĩa của bạn, nó rõ hơn và nó đầy đủ hơn, thấu đáo hơn. Thoroughly là thấu đáo. Certainly, chắc chắn như thế. Những người nghe, listeners would like to listen more and respect you more through the idioms or expression you've used. Những cái người mà nghe bạn nói chuyện đó có lẽ cũng sẽ thích nghe nhiều hơn, hay là sẽ quý trọng bạn nhiều hơn nếu mà bạn đã dùng, bởi vì bạn đã dùng những cái chữ, những thành ngữ hay là những cái câu diễn tả thì người ta thích nghe mình hơn. Some idioms for today's lesson, một số những cái mà thành ngữ ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn đến quý vị gồm có 10 thành ngữ thôi. Thành ngữ có hàng ngàn thành ngữ, nhưng tôi đưa ra một số thành ngữ rất là tiêu biểu hôm nay để quý vị thấy rằng nó rất là quan trọng trong cái vấn đề chúng ta hiểu được nó. Đôi lúc những thành ngữ này nó rất giống tiếng Việt, nhưng đôi lúc nghĩa nó hơi khác một tí. Thì chúng ta sẽ xem nha. Thứ nhất, cái thành ngữ thứ nhất đó là don't count the chicken before they hatch. Đừng có đếm những con gà mà mới đẻ đó trước khi mà chúng sanh ra. Tức là đừng có đếm những cái con gà khi mà chúng chưa sanh ra. Tức là có nghĩa là don't count on something that not yet happens. Đừng có đếm, đừng có tính tới cái gì nó chưa có xảy ra. Đó là cái mà chúng ta, các cái nước đều có những cái câu tương tự như vậy. Thí dụ, I'll buy that blue sedan car when I have a promotion next year. Thí dụ nói rằng là tôi sẽ mua cái chiếc xe mà sedan màu xanh đó. Sedan là cái xe du lịch, xe để cho hành khách ngồi, chứ không phải là xe van. Là sedan. Khi tôi sẽ có được lên chức và sang năm, thì cái sự lên chức sang năm nó không có chắc chắn. Chúng ta nói cái này tức là chúng ta đã nói trước một cái điều nó chưa xảy ra. Một cái mà thành ngữ tương tự với cái câu trên đó, nó là don't sell the bear skin before they kill the bear. Đừng có bán cái da gấu khi mà chưa giết được con gấu. Thì đây hai câu này nghĩa nó tương tự như nhau. Tức là đừng có mơ tưởng tới cái gì hão huyền mà khi nó chưa xảy ra, nó chưa có trong tay của mình. Cái thành ngữ thứ nhì chúng ta học ngày hôm nay là gì? Actions speak louder than words. Câu này là chúng ta giống hệt tiếng Việt thôi. Là hành động thì nó nói là mạnh hơn là lời nói. Hay là hình ảnh thì nó chứng tỏ mạnh hơn là cái lời nói. Thì là đó.
Many people say something but actually do some other things totally different. Là tại sao? Là bởi vì có một số người đó họ nói một cái điều nào đó, nhưng mà actually thực tế ra, thực sự ra thì họ lại làm một số điều mà nó hoàn toàn khác hẳn. What you do is more important than you see. Tức là những cái điều gì bạn làm nó quan trọng hơn những điều gì mà bạn nhìn thấy. Hoặc là những câu mà chúng ta đã ở miền Nam ngày xưa chúng ta đã học là gì? Là just look at what the communists do, don't just listen to them. Tức là hãy nhìn vào những gì mà Cộng sản làm, đừng nghe những gì Cộng sản nói. Cái thành ngữ thứ ba chúng ta học ở đây là the grass is greener on the other side of the fence. Tức là cái cỏ ở phía bên kia của cái hàng rào thì nó xanh hơn, nó tươi hơn, nó tốt đẹp hơn. Thì cái câu này tiếng Việt chúng ta cũng giống như là đứng núi này nhìn qua núi nọ. Đứng núi này trông núi nọ. Tức là mình được cái này rồi mình lại nhìn qua cái khác, mình nói cái khác nó lại đẹp hơn cái này. Đại khái là như vậy. Used to say that the things a person does not have always seem more appealing than the things he or she does have. Nó giải nghĩa tức là cái câu này thường để nói về những cái điều hay là những cái vật mà một người không có luôn luôn có vẻ seem, có vẻ như là nó hấp dẫn hơn là những cái mà anh ta hay là cô ta đang có. Thí dụ, example, all houses in this villa are of equal size. Tất cả cái nhà trong cái khu villa này, trong cái khu phố này nó đều cùng cỡ với nhau hết. Jack's house is well situated in the heart of this villa. Cái ngôi nhà của anh Jack này thì nó được nằm rất là tốt đẹp. Well situated tức là đã được an cư nằm ở một cái chỗ tốt đẹp trong cái trung tâm của cái villa này. But in his mind, the house on the other side of the street is much bigger and more attractive than his. Nhưng mà trong cái đầu óc của anh Jack này thì anh cứ nghĩ rằng cái nhà phía bên kia đường đó thì nó lớn hơn nhà của anh và nó trông nó hấp dẫn hơn nhà của anh ấy. His wife says that many people are illusionary like Jack. Bà vợ của anh ấy thì nói rằng rất nhiều người là có một cái ảo tưởng giống như anh Jack. Illusion là ảo tưởng, một cái gì không thật. Illusionary là tiếng tĩnh tự, nói một cái gì nó ảo tưởng, nó không có thật. Tại sao? The grass is greener on the other side of the fence. Tức là những người khác đều nghĩ như thế, đều nghĩ rằng cái đứng núi này trông núi kia. Đến cái thành ngữ thứ tư, don't put all your eggs in one basket. Đừng có bỏ tất cả trứng của quý vị vào trong cái rổ. Tức là gì? Nó nguy hiểm. Nếu cái rổ nó rơi một cái là tất cả trứng mất hết. Tức là họ muốn nói rằng là don't put all your efforts and resources or your investments in one place. Tức là đừng có bỏ tất cả nỗ lực của bạn, bỏ tất cả tài nguyên của bạn có, bỏ tất cả đầu tư của bạn vào một chỗ. Vì nếu cái chỗ đó nó hỏng là chúng ta mất hết. It's risky since you might lose all. Nó rất là nguy hiểm. Risky là nguy hiểm. Bởi vì bạn có thể mất hết tất cả. Qua cái thành ngữ thứ năm, don't judge a book by its cover. Đừng có xét đoán một cuốn sách bằng cái bìa của nó. Tức là gì? Tôi đừng nhìn cái bề ngoài của một vật, của một người để mà nói cái đó tốt hay là cái xấu ngay lập tức. Just don't look at the outside of a thing or a person to make a decision. Tức là đừng có nhìn vào cái bề ngoài của một cái vật đó hay là cái bề ngoài của một con người đó để chúng ta có một cái quyết định ngay lập tức cái người đó, cái vật đó tốt hay là xấu. Example, Jane wants to buy the silver watch with tiny diamonds. Cô Jane có rất muốn mua cái chiếc đồng hồ mà nó màu bạc đó với những cái hạt kim cương nhỏ mà nó ra nó đính vào đó. But her husband tells her that the trademark is not well known. Nhưng mà chồng của cô ấy thì nói cho cô biết rằng cái nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đó thì nó không có nổi tiếng, không được nhiều người biết. Thì ông sợ rằng là cái đồng hồ đó nó không có tốt. Số 6. The early birds get the worms. Tức là những con chim mà sớm đó,
thì sẽ bắt được những con côn trùng. This English expression first appeared in 1605 Book of Proverbs by William Camden. Thì cái câu mà thành ngữ này là cái câu mà diễn tả đầu tiên nó được xuất hiện trong cái cuốn sách về các cái thành ngữ xuất bản năm 1605 bởi tác giả là William Camden. The idea behind the expression is that the birds that wake up the earliest have the best chance to catch a best chance of catching a good meal. Cái ý tưởng này nó đứng đằng sau cái sự diễn tả là những con chim mà nó thức dậy sớm nhất thì nó có những cơ hội tốt nhất, best chance mà bắt được những cái mà thức ăn cho cái bữa tốt nhất của nó. Good meal tức là nó bắt được những con mồi đó, những con sâu cho bữa ăn đó. Since no other birds have awoken to pick for worms, bởi vì lúc bây giờ các con chim khác nó chưa có thức dậy. No other bird have awoken để mà pick, để mà mổ, mà gắp được, mà lấy được những con sâu đó. Likewise cũng giống như vậy. People who arrive first have a better chance than those who arrive late. Cũng giống như vậy, tức là những cái người nào mà đến trước á, thì có một cơ hội tốt hơn là những người đến sau. Tiếng Việt chúng ta cũng có cái nghĩa tương tự như là trâu chậm thì uống nước đục. This phrase is so commonly used that it is even shortened to early bird on occasion. Cái thành ngữ này nó rất là thông dụng, nhiều người sử dụng lắm, cho nên sau này đó người ta cũng không có cần phải nói hết cả cái câu thành ngữ là the early birds get the worms, mà người ta chỉ nói dùng chữ the early birds là người ta hiểu rồi. Small restaurants and dinners will advertise early birds hours or rates to attract those people getting to work early. Một số những cái nhà hàng hay những nơi mà ăn tối đó thì họ quảng cáo, advertise, quảng cáo rằng early bird hours, tức là những người nào mà đến cái giờ sớm đó, cái giờ thí dụ như nó mở cửa là nhiều nơi nó mở cửa tới 5-6 giờ sáng, 8 giờ người ta mới đi làm chẳng hạn, thì những early bird ngày đó đến 5-6 giờ sáng đó thì là họ có thể được một cái giá rất là rẻ về ăn sáng, hoặc là những cái nơi mà người ta bán hàng, người ta mở cửa, người ta nói ngày mai chúng tôi sẽ có cái giờ mở cửa sớm, ai đến giờ đó sẽ được cái giá nó discount. Thì early bird hours đó là và cái rate tức là cái giá đó là dành cho người mà đến sớm. Bây giờ đến số 7. The apple doesn't fall far from the tree. Tức là cái trái táo nó không có rơi xa cái gốc của cái cây đâu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái mà trái táo đó đối với cây nó có liên hệ với nhau, nó giống nhau, cho nên nó không có rời xa nhau. Nó có nghĩa là gì? Children have characters similar to their parents. Nó tương tự thế, nó nói khi chúng ta nói cái thành ngữ này chúng ta nói ồ cái gia đình cái con cháu của mấy ông bà đó giống ông bà ấy quá, thì đó là cái nghĩa của nó như vậy, tức là cái trái táo không có rơi xa cái gốc cây. The apple doesn't fall far from the tree. Đấy là cái nghĩa bóng của nó là như thế. Bây giờ tới số 8. A leopard doesn't change its spots, or a tiger doesn't change its stripes. Là một con báo, leopard là một con báo, nó không có đổi các cái chấm đốm trên người nó được. Hoặc là một con hổ, nó không có thể nào nó đổi các cái vằn trên cái lưng của nó được. Thì câu này có nghĩa là gì? A person's character is something fixed, very hard to be altered. Một cái tính nét, character, một cái đặc tính, một cái tính nét của một con người đó, thì là cái gì nó đã cố định, nó fixed rồi. Nó rất là khó khăn để mà được sửa đổi. To alter là sửa đổi, to be altered là được sửa đổi.
Cho nên chúng ta ở đây thấy các cái tiệm quần áo nó để chữ alteration đó, là nó sửa lại quần áo, nó cắt lại, ngắn lên, dài lên, vân vân, nó sửa lại là alterations, là cái sửa đổi là quần áo. Thì đây chữ alter là thay đổi. Thí dụ, he lied to me and said he never does it again, but I know it's his character. A leopard doesn't change its spots. Anh ta đã nói dối với tôi rằng anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, nhưng mà tôi biết rằng đó là cái tính của anh ta. Tính của anh ta như thế, anh ta không thay đổi được đâu. Cho nên là cái gì? Là cái con báo nó không bao giờ nó thay đổi cái đốm của nó được nữa. Bây giờ cái số 9 này, cái thành ngữ số 9 này cũng rất là hay. Số 9 này nó nói là về cái gì quý vị? Nó nói là strike the iron when it's hot. Hãy đập cái miếng sắt khi nó đang nóng. Tức là gì? Khi cái thời cơ nó đến, chúng ta phải nắm lấy nó. Đừng để miếng sắt nó nguội rồi chúng ta đập hoài, không có thể nào đập dẹp cái miếng sắt để nó trở thành cái con dao, trở thành cái thanh kiếm được. Đấy là cái mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa đen, ý nghĩa bóng của cái thành ngữ này. Ở đây người ta giải thích là take the opportunity and advantage or a good situation before it changes. Tức là hãy nắm lấy cái cơ hội, nắm lấy cái lợi đó, cái lợi thế đó, hay là cái tình huống tốt đó trước khi nó thay đổi, trước khi nó không còn tốt cho mình nữa thì là mình mất cơ hội. Tức là chúng ta phải biết khi nào nó cơ hội nó đến, là cờ đến tay ai thì người đó phất. Đây là cái ý nghĩa của cái mà strike the iron when it's hot. Thí dụ, we need to strike the iron when it's hot to invest right away at the ABC company, because next month the CEO will be replaced. Thì họ được cái tin rằng là cái ông CEO bây giờ ông rất là tốt, ông cởi mở cho mọi người đầu tư đó, nhưng mà tháng tới ông thay rồi. Cho nên là bây giờ đó chúng ta cần phải phải mà đập cái chúng ta phải nắm lấy cơ hội ngay để mà đầu tư vào công ty ABC đó ngay, bởi vì tháng tới thì cái ông CEO đó ông sẽ thay đổi và người mới không biết là người nào, có thể nó không mở cửa cho người ta đầu tư tốt đẹp như bây giờ nữa. Thì đấy là strike the iron when it's hot. Bây giờ một cái thành ngữ mà sau cùng chúng ta học ngày ở đây đó, nó có là don't bite the hands that feed you. Thành ngữ nó cũng rất là hay. À, tức là nó giống như cái câu chúng ta nói là ăn quả nhớ kẻ trồng cây chẳng hạn. Tức là chúng ta nhớ ơn những người mà đã làm cho chúng ta, và chúng ta đừng có phản lại họ. Chúng ta đừng có làm cho người đó bị đau lòng. Chúng ta đừng có làm những điều nghịch lý đối với người đó, vì họ đã làm ra ơn cho chúng ta. Tức là đừng có lấy ơn mà trả oán. Đấy là cái câu thứ 10 này, chúng ta thấy nó như thế. Thí dụ như bây giờ đó là nó giải thích rằng là don't bite the hands that feed you, có nghĩa là don't make the ones who helps you angry or hurt. Tức là đừng làm cho những cái người mà họ đã giúp bạn mà họ bị tức giận hay là họ bị tổn thương. Đó là ý nghĩa của cái don't bite the hands that feed you. Thí dụ như là Jack told the other employee don't bite the hands that feed him. When the employee keeps talking nonsense about his good boss. Anh Jack này anh nói với cái người nhân viên kia cả rằng don't bite the hands that feed him. Tức là đừng có phản lại cái người đã giúp cho mình. Khi mà cái người nhân viên kia cứ tiếp tục có nói những cái điều rất là vô lý, những điều không có ý nghĩa gì cả, không có hay ho gì cả về cái người về cái ông chủ rất tốt của anh ta. Tức là ông chủ này đã giúp cho anh ta rất là nhiều.
về nhiều khía cạnh, giúp giúp nhiều lắm. Mà đến bây giờ anh ta cứ đằng sau lưng ta nói xấu công chủ đó thôi. Thì anh Jack này nói rằng là don't bite the hands that feed you, đừng có mà cắn cái bàn tay nó đã cho bạn ăn, là đã nuôi bạn, đã feed you là nuôi bạn. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy rằng những cái thành ngữ của tiếng Anh, 10 thành ngữ chúng ta vừa mới học xong ngày hôm nay đó, nó có nhiều thành ngữ nó giống tiếng Việt lắm quý vị. Nó đôi lúc nó giống giống rất nhiều về tiếng Việt mà chúng ta đã trình bày trước, giống như là giọt nước đào, một giọt nước, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thí dụ tiếng Anh cũng tiếng Việt giống nhau, cha nào con nấy chẳng hạn, giống như thế. Thì nhưng có những cái nó khác và có những cái là nó nói bóng hơn. Cho nên khi chúng ta học về thành ngữ đó, chúng ta có một cái notebook chúng ta ghi ra. Trong cái notebook đó là một bên về văn phạm, một bên về vocabulary, về từ ngữ, một bên là thành ngữ, tức là idioms và expression. Khi chúng ta viết ba cái đó ra đó thì chúng ta biết hôm nay văn phạm chúng ta học về văn phạm về gì. Hôm nay về từ ngữ chúng ta học thêm được từ ngữ mới gì. Expression hôm nay chúng ta có thêm được những expression nào mà chúng ta đáng ghi nhận. Và sau đó idioms, những cái thành ngữ nào hôm nay mới trong cái bài đó dạy cho chúng ta. Thì như thế chúng ta mới học xong đầy đủ một cái bài, một lesson. Và như chúng tôi đã nói với quý vị là quý vị cố gắng 10 bài gấp sách trở lại, ôn lại 10 bài đó mới học tới bài thứ 11. Thì khi chúng ta học như thế là chúng ta học được 2 lần. Thì chúng ta mới nhớ được tất cả cái điều mà cần thiết của cái bài học đó. Còn nếu không mai mốt gấp sách lại chúng ta quên mất là rất là uổng cái công chúng ta đã học qua. Thì hôm nay cái bài của chúng tôi đến đây đã tạm mãn, và cái chương trình ngày hôm nay chúng ta nhấn mạnh về vấn đề idioms và expressions. Quý vị học thuộc lòng những cái này đi, và chúng ta khi chúng ta đập tập viết câu, nó gọi là sentence structure đó, chúng ta thêm các cái thành ngữ này vào. Khi chúng ta thêm thành ngữ này vào không khác chi mà khi chúng ta nấu nướng chúng ta thêm cái gia vị, thì nó làm cho cái bữa ăn đó nó ngon hơn, và cái lời nói của chúng ta nó bóng bẩy, nó hoa mỹ hơn, thì nó đẹp hơn. Là đấy là chúng ta bước lên từng bước một trong cái vấn đề chúng ta học tiếng Anh ngày hôm nay đấy quý vị. Thì tới đây chương trình của chúng tôi đã tạm mãn, và cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn theo dõi những chương trình bạn đọc Minh ngữ mà chúng tôi nhận được nhiều những feedback rất là quý giá từ quý vị, là quý vị nói là xem chương trình đã học thêm được một số những điều mà mình đã quên kỳ trước hay là ôn lại được. Thì chương trình bạn đọc Minh ngữ này sẽ được phát hành vào thứ hai và thứ tư mỗi tuần vào 10 giờ sáng và 7 giờ tối trên băng tần 57.13 tại Nam Cali và 16.2 tại Bắc Cali. Hay quý vị có thể vô xem trong VKL TV YouTube, những chương trình vẫn còn lưu giữ ở trên đó. Một lần nữa cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.